Tuy nhiên giới thiệu bản thân sao cho đơn giản mà vẫn hiệu quả thì trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái cách giới thiệu bản thân đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ và hiệu quả nhất nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi video hướng dẫn học tiếng Trung của Tiếng Trung Alpha. Mình là Nghiêm Thùy Trang, rất vui được đồng hành cùng các bạn. Khi mà học ngoại ngữ thì chắc chắn rằng chủ đề giới thiệu bản thân sẽ luôn là một trong những chủ đề chúng mình cần học đầu tiên, đúng không? Chưa hết, đây còn là chủ đề mà chắc chắn rằng chúng mình sẽ vô cùng thường xuyên dùng đến nữa. Tuy nhiên giới thiệu bản thân sao cho đơn giản mà vẫn hiệu quả thì trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái cách giới thiệu bản thân đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ và hiệu quả nhất nhé. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy lấy giấy bút ra và ghi chép lại nhé. Trong chủ đề giới thiệu bản thân này thì mình sẽ chia ra làm 7 nội dung nhỏ. Và trong 7 nội dung nhỏ đó thì sẽ có những cái mẫu câu khác nhau. Các bạn sẽ căn cứ vào nhu cầu của bản thân để có thể lựa chọn ra những mẫu câu phù hợp nhất, mix vào với nhau và tạo ra bài giới thiệu của riêng mình nhé. Nào, bắt đầu thôi. Chủ đề đầu tiên đó chính là chào hỏi. Và nhắc đến chủ đề chào hỏi thì chắc chắn rất nhiều người trong số chúng ta chưa cần học cũng biết ngay lập tức. Một trong những cách chào hỏi của tiếng Trung đó chính là Ni hao. Ni hao. Đây là cách chào phổ biến nhất, thông dụng nhất, dễ dùng, dễ nhớ nhất. Bạn có thể dùng nó với mọi đối tượng và trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, ngoài cách chào là Ni hao ra thì chúng ta còn những cách nào nữa nhỉ? Cách chào thứ hai là Nín hao. Nín hao. Cách chào Nín hao này thì về ý nghĩa hoàn toàn giống với Ni hao. Tuy nhiên nó khác nhau điều gì? Hãy nhìn vào đại từ nhân xưng nỉ, ở đây đã được thay thế bằng nín. Đại từ nhân xưng nín này có thể dùng với đối tượng già, trẻ, lớn, bé, gái, trai đều được nha. Vậy thì nó khác gì so với nỉ? Cái khác ở đây đó chính là đại từ nhân xưng nín sẽ thể hiện ra cái ngữ khí trang trọng, lịch sự, khách khí, xã giao. Nhớ nhá, nó không phân biệt đối tượng già, trẻ, lớn, bé, gái, trai gì hết. Bạn có thể dùng nó với người lớn tuổi hơn, nhỏ tuổi hơn, với sếp của mình, với khách hàng hay đối tác của mình đều được. Quan trọng nhất ở đây rằng lý sẽ thể hiện cái ngữ khí trang trọng, lịch sự, khách khí, xã giao. Ngoài ní khỏ và nín khỏ ra thì chúng ta có cách chào thứ ba có thể áp dụng với chào đông người, tức là từ 2 người trở lên đấy. Chúng mình có thể nói là ní mà khỏ. Nào, chúng mình lặp lại nhé. Nỉm mà khó. Cách chào nỉm mà khó này chúng ta có thể dùng với 2 người trở lên nhé. Có thể dịch nôm na ra là chào các bạn. Tiếp theo, cách chào hỏi nữa mà Trang muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là ta chia khó. Nhớ nhé, ta thành 4 này. Ta chia khó. Sẽ có một số bạn đọc thành ta chia khó, nhưng đây là cách đọc chưa chính xác nhé. Các bạn cần phải bảo toàn được âm y ở trong từ chia. Ok, chúng mình cùng đọc lại nào. Ta chia khó. Cách chào ta chia khó này về ý nghĩa thì khá là tương đồng với cả ní mà khó. Tuy nhiên trong những cái bối cảnh, những cái trường hợp mà cần đến sự trang trọng, sự khách khí xã giao thì thông thường nhá, họ sẽ lựa chọn cách chào ta chia khó. Vừa rồi thì Trang đã chia sẻ với các bạn 4 cách chào hỏi cơ bản để các bạn có thể áp dụng bài giới thiệu bản thân của mình. Các bạn hãy lựa chọn xem vào trường hợp nào thì sử dụng cái nào cho hiệu quả nhá. Sau khi chào hỏi xong thì chúng ta sẽ đến với nội dung lớn thứ hai nhé. Đó chính là cách giới thiệu tên. Ở với cách giới thiệu tên của người Trung Quốc thì cái đầu tiên mà Trang muốn chia sẻ với các bạn đó là người Trung Quốc thông thường trong những mối quan hệ hàng còn khách khí xã giao chưa thực sự quá thân thiết thì họ hay có thói quen xưng hô với nhau bằng họ để thể hiện cái sự trang trọng, lịch sự, khách khí. Ví dụ như là chào Vương Tổng, chào Giám đốc Trần, chào luật sư Nguyễn, vân vân. Vậy thì cái cách để giới thiệu họ của mình như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ có mẫu câu như sau. Wǒ xìng cộng với họ của mình. Cùng đọc lại nhé. Wǒ xìng. Các bạn lưu ý chúng mình sẽ không đọc là xinh nhé. Không phải là xinh nhưng xinh đẹp. Wǒ xìng. Ví dụ Wǒ xìng Nghiêm. Ok, ngoài cách giới thiệu là Wǒ xìng này ra, chúng ta có cách thứ hai, đó là giới thiệu tên của mình. Wǒ jiào. Wǒ jiào. Nhớ nhé, tuyệt đối không để mất dấu âm y để đọc thành Wǒ jiào đâu ạ. Chúng mình sẽ đọc là Wǒ jiào cộng với họ tên hoặc là tên của mình. Ví dụ như Wǒ jiào Thùy Trang hoặc Wǒ jiào Nghiêm Thùy Trang.
cách giới thiệu tên thứ ba chúng mình có thể dùng đó chính là 我是, tôi là. Ví dụ 我是, thủy trang, hoặc 我是, nghiêng thủy trang. Còn một cách giới thiệu tên nữa đó chính là các bạn hãy kết hợp giữa giới thiệu họ và giới thiệu tên để tạo thành một câu hoàn chỉnh. Ví dụ 我姓名叫李江. Ở trong phần này thì mình có một chút lưu ý nhỏ với các bạn, đó là thông thường người Trung Quốc thì sẽ không giới thiệu tên một âm tiết. Ví dụ họ sẽ không nói là 我叫张, mà họ sẽ nói hai âm tiết trở lên. Ví dụ như là 我叫李江, hoặc giới thiệu đầy đủ cả họ tên của mình luôn là 我叫李江. Rồi, vậy thì các bạn hãy căn cứ vào cái nhu cầu của bản thân mình, căn cứ vào đối tượng mà các bạn đang giao tiếp là ai thì có thể lựa chọn mẫu câu giới thiệu tên phù hợp nhé. Sau khi mà đã chào hỏi và giới thiệu tên xong rồi thì thông thường chúng mình sẽ muốn nói rằng chúng mình từ đâu đến, đúng không? Vậy thì cái cách giới thiệu từ đâu đến bằng tiếng Trung sẽ nói như thế nào nhỉ? Ở đây thì Trang sẽ chia sẻ với các bạn hai mẫu câu. Mẫu câu đầu tiên chúng ta có 我是, cộng với địa danh mà chúng mình muốn nhắc đến, cộng với 人. Mẫu câu này dịch ra có nghĩa là tôi là người ở đâu đó. Ví dụ 我是越南人. 我是越南人. Tôi là người Việt Nam. 我是河内人. 我是河内人. Tôi là người Hà Nội. Và tương tự như vậy, các bạn chỉ cần thay thế cái địa danh mà mình muốn nhắc đến, quê hương, cái nơi đến của mình vào cái phần mà mình khoanh tròn là bạn đã có những mẫu câu của riêng mình rồi. Và mẫu câu thứ hai để giới thiệu mình từ đâu đến chúng ta có 我来自, cộng với địa danh mà mình muốn nhắc đến. 我来自. Ví dụ 我来自越南, tôi đến từ Việt Nam. Hay 我来自河内, tôi đến từ Hà Nội. Và cũng tương tự như mẫu câu bên trên, các bạn sẽ thay thế những cái địa danh mà mình muốn nhắc đến vào phần mà Trang đã quay tròn trong màn hình nhé. Và nếu như các bạn không biết rằng tên tỉnh thành của mình trong tiếng Trung nói như thế nào thì ở phần mô tả Trang có đính kèm một cái link, ở trong đấy có đầy đủ tên các tỉnh thành của Việt Nam, các bạn hãy lưu về và áp dụng nhé. Sau khi kết thúc phần giới thiệu nơi đến thì chúng ta thông thường sẽ đến với phần giới thiệu công việc. Để giới thiệu công việc bằng tiếng Trung thì có khá nhiều cách khác nhau, tuy nhiên trong video này thì Trang sẽ giới thiệu đến các bạn 3 cách nhé. Cách đầu tiên chúng ta có mẫu câu 我当 cộng với nghề nghiệp. 我当 cộng với nghề nghiệp thì đây là một cấu trúc cơ bản và cố định để giới thiệu nghề nghiệp về chức danh của mình. Ví dụ 我当老师, 我当律师, 我当会计. Mẫu câu số 2 mà chúng mình cần biết đó chính là 我是 cộng với công việc hoặc là cái vị trí của mình. Ví dụ 我是服务员, 我是服务员, 我是营销员, 我是营销员, 我是人事部管理, 我是人事部管理. Tiếp theo mẫu câu số 3 mà chúng ta có thể dùng để giới thiệu về công việc của mình đó là 我做 cộng với cái vị trí, cái lĩnh vực mà các bạn hoạt động. Ví dụ như là 我做买卖, 我做买卖, 我做生意, 我做生意, 我做进出口, 我做进出口. Nội dung tiếp theo là dành cho những bạn nào có mong muốn giới thiệu cả về học vấn của mình nữa. Vậy thì để giới thiệu học vấn bằng tiếng Trung thì chúng ta sẽ có những mẫu câu như sau. Mẫu câu đầu tiên mà Trang muốn chia sẻ với mọi người đó chính là 我学 cộng với ngành học của các bạn. Ví dụ 我学经济, 我学经济, 我学法律, 我学法律, 我学语言, 我学语言. Mẫu câu số 2 của nội dung này đó là chúng ta sẽ giới thiệu về cái nơi hoặc là cái trường mà mình tốt nghiệp. Chúng ta sẽ có cấu trúc như sau: 我毕业于, 我毕业于. Ví dụ 我毕业于对外经贸大学, 我毕业于河内大学, 我毕业于师范大学.
Ngoài giới thiệu họ tên, nơi đến, công việc cũng như là học vấn ra thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể giới thiệu cả về sở thích của mình nữa đúng không? Vậy thì giới thiệu sở thích bằng tiếng Trung chúng ta sẽ nói như thế nào nhỉ? Và đây chàng cũng chia sẻ với các bạn hai mẫu câu nhé. Mẫu câu đầu tiên chúng ta có thể nói là 我的爱好是 我的爱好是 爱好 ở đây là sở thích và 我的爱好是 có nghĩa là sở thích của tôi là. Ví dụ 我的爱好是听音乐 我的爱好是去旅行 我的爱好是看书. Mẫu câu số 2 mà chúng ta có thể dùng để giới thiệu về sở thích của bản thân đó chính là 有空的时候我常 有空的时候我常. Mẫu câu này thì dịch ra có nghĩa là lúc mà rảnh rỗi thì tôi thường. Và thường cái gì đó thì phía sau câu này các bạn có thể điền vào những cái hoạt động mà mình thường làm hoặc là mình yêu thích nhé. Ví dụ 有空的时候我常逛街 有空的时候我常去散步 有空的时候我常在家追剧. Và cuối cùng để kết thúc lại phần giới thiệu bản thân thì chúng ta có thể sử dụng mẫu câu 很高兴认识你 很高兴认识你 hoặc là 很高兴认识你们 很高兴认识你们. Câu này có nghĩa là rất vui vì biết các bạn hoặc rất vui được biết các bạn. Vậy là vừa rồi Trang đã giới thiệu đến các bạn một số những cái mẫu câu đơn giản, dễ học, dễ hiểu, dễ nhớ nhất để có thể giới thiệu bản thân rồi. Hy vọng là các bạn đã ghi chép đầy đủ và đừng quên áp dụng thật nhiều lần, áp dụng đi, áp dụng lại cho đến khi thành thạo nhé. Nếu như các bạn cảm thấy video này là hữu ích thì đừng quên like, share và subscribe để có thể theo dõi những video thú vị hơn phía sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!